Và kính thưa quý vị, có lẽ là tiếp theo sau đây thì chúng ta sẽ cùng chào đón nhân vật chính của live show hôm nay quay trở lại sân khấu. Và lần này thì chàng trai của chúng ta sẽ hồi xuân trẻ ra cả chục tuổi thưa quý vị, với ca khúc Đi học, tác giả Bùi Đình Thảo và Minh Chính. Mời quý vị cùng thưởng thức. Phải gọi là cải lão hoàn đồng. Vâng, xin mời quý vị cùng thưởng thức Đi học ạ. Dậy đi học đi quý vị ơi. Hey. Hey. Quý vị sẽ đến với một bài hát mà đi hát tất cả các phòng karaoke đều hát bài này của Linh Gia Huy. Quý vị đưa tay lên nào. Hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước. Hôm nay mẹ lên nương, một mình em tới lớp. Hương rừng thơm đôi vắng, nước xuôi trong thầm thì to xe ô che nắng, dâm mát đường em đi. Dạy em hát rất hay, hương rừng trên hương tôm ca xuôi khe thầm thì hò xe ô che nắng, dâm mát đường em đi. Hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước. Hôm nay mẹ lên nương, một mình em tới lớp. Hương rừng thơm đôi vắng, nước xuôi trong thầm thì hò xe ô che nắng, dâm mát đường em đi. Quý vị có vui không? Đi học nào. Cảm ơn các cô gái cò xe ô che nắng. À, thưa quý vị, bài hát này ngấm vào trong Lương Gia Huy từ lúc mà còn tuổi ấu thơ. À, mẹ của Lương Gia Huy cũng là một cô giáo. À, bà cụ sinh ra tại Hưng Yên và lên đây thì lấy chồng là người Thái Nguyên thì mới sinh ra Lương Gia Huy. Dạ, mà hôm nay thì đứng ở nơi đây có rất là nhiều những người họ hàng và những người bạn học của Lương Gia Huy từ thuở còn học trường Đội Cấn và trường Nguyễn Du. Thì hơn 10 tuổi Lương Gia Huy phải rời xa quê. Không ai mong muốn rời xa quê hương của mình đâu, nhưng mà vì những lý do rất rất là đặc biệt, Huy phải rời xa quê bởi vì mẹ của Huy không còn nữa. Lúc ấy chưa được 10 tuổi, quý vị biết, một cậu bé chưa 10 tuổi, không biết gì đâu. Mỗi đêm nằm nhớ mẹ, xoay lưng đi khóc. Nhưng mà Huy được ngày hôm nay là bởi vì bà cụ ở trên trời cao phù hộ, cũng như là tổ tiên của dòng họ Lương cũng phù hộ,
Huy là một người sống luôn mong có trước có sau, mong tất cả, không gì quý bằng, không tài sản nào quý bằng tình thương yêu của tất cả quý vị, đó là chữ tình. Và đã làm nghệ sĩ thì không có gì quý bằng những chàng vỗ tay. Nghệ sĩ chỉ ao ước được như thế thôi. Bây giờ cho đến 10 năm sau, 20 năm sau còn được đứng trên sân khấu này cũng chỉ thích được vỗ tay thôi. Cắt xê bao nhiêu không quan trọng nữa rồi, bởi vì mình cũng đã phấn đấu và hy sinh hết mình cho nghề nghiệp. Chỉ được thích gặp gỡ những người anh em chí tình chí cốt và Hàn Huyên cũng như nhấp nhấp môi một chút xíu. Đúng không em Tùng Vàng nhỉ?